cũng là các bạn hãy cố gắng giữ gìn cái mạng sống để đi kiếm tiền chứ không gì hết trơn á. Cuộc đời này là cái sợ nhất là bệnh rồi, không có bệnh thì nằm chỗ rồi, ảnh hưởng tới người này người kia rồi, không có đi kiếm tiền được, lo cho mình, lo cho gia đình thôi. Hello, xin chào cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay vlog với một cái phong cách ưu điệu thục nữ nha các bạn. Con gái chính chiên một chồng đó mấy bạn ơi. Ôi ghê chưa. Con gái chính chiên một chồng. Ghê chưa. À, nói chưa vậy thôi chứ mình còn đang cô đơn nha. Hôm nay á thì mình sẽ mặc một cái váy thật là maxi để mà quay clip, tại vì mình mới lặn xuống biển mò mấy con hải sản, hồng ngư, hải sâm rồi nè mấy bạn. Đặng mình qua lên quay clip cho mấy bạn coi. Hải sản thì mình phải hấp xả ăn cho nó giải cảm, giải Covid. Mới rủ được bà chị Vi cũng hơi cảm nhẹ. Phải hấp xả, xông xả đồ này kia các kiểu để cho kiểu như là cho nó giải Covid, sẵn có cái gì đó ăn ăn luôn mấy bạn ơi. Quên giới thiệu mấy bạn, buồn chuối siêu to khổng lồ nhà mình nè. Vậy là có cái là chuối để mà quay, chuối xanh ngào đường rồi nha mấy bạn. Cái chuối chắc được mấy bạn, cái chuối này làm được rồi chứ chín là làm không được nha, chín bối là không được. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái đĩa cá của mình để mà mình ngắt vài tép xả vô, hấp mấy con hải sản nha, dưới đại dương nha mấy bạn. Chết ngáp ngáp hết rồi. Tại nãy mình bắt ở ngoài là nó còn sống, cái mình bay, đường chim bay về đây nè mấy bạn. Cái nắng quá, chết hết rồi. Cứ quà chắc gắt cái đầm quá. Đấy, ngồi xuống đây khá là nắng luôn, bây giờ mình nhổ nha. Nắng quá mấy bạn ơi, mỗi lần mà ăn hải sản nhổ muốn trội bộ xả luôn nha. Hai tép nè. Bốn tép nè. Bốn tép mấy bạn ơi. Trời ơi, mình nhổ xả nhà mình mà con chó nhà cái bên nó sủa nữa. Sẵn khoe cho mấy bạn cái bụi môn khổng lồ nhà mình luôn. Nè, nó có cái củ bự dữ lắm mấy bạn ơi. Vô nhà thôi bạn, cho mấy bạn coi mấy con hải sản của mình nó ngáp ngáp hết rồi. Để xả xuống. Nè, đẹp ghê không mấy bạn? Có màu sắc ghê á, con này thì nó còn sống, còn mấy con này là nắng quá nó ngáp rồi nè, nó hạ họng hạ hầu trong này mấy bạn ơi. Nè. Mình hửi cái mùi nó còn rất là mùi biển, nó còn rất là tươi sống luôn. Chưa có thúi. Chưa có thúi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện là hấp nó lên luôn nha mấy bạn. Đổ ra rửa cái đi cho nó chắc cú. Rửa từ con cho nó chắc nha mấy bạn. Tại vì có thí di ăn á, mình làm ẩu tả thí di nó hay chê. Wow, hấp dẫn ha. Có con này màu tím luôn nè mọi người. Mình sẽ đem bếp ga ra nhà trò. Ôi bậy, mình sẽ đem bếp ga ra ngoài cái bàn nha mấy bạn. Mấy ngày không xuống nhà trời cái bàn bông mận không luôn mấy bạn ơi. Tại vì mận nó đang ra bông nữa đó. Mùa này thì nó trái nó không ăn được mấy bạn. Mùa này dồi không à. Cái nồi hải sản của mình ra nha mấy bạn. Nghĩ là chắc là để như vậy đi cho nó chín đi mấy bạn. Chừng nào nó chín rồi điện thí di xuống mấy bạn ơi. Sức khỏe nó cũng không được tốt nữa. Cho nên là chừng nào có ăn rồi gọi nó để xuống đây nắng nôi rồi. Nhiều khi cũng tội nghiệp thương. Để lấy cái nắp mình sẽ đẩy lên các bạn ơi. Để như vậy thấy hơi hiu quá. Đẩy cái nắp lên. Sẽ đi qua xin chanh. Thay vì mình lội cái mương qua là được rồi mấy bạn. Nhưng mà thôi, lội cái mương mất công vô tắm nữa. Thôi đi đường dọc sạch sẽ nha mấy bạn. Đường nhà quê này nè. Quanh co xanh ngát kéo ngay tàu mô đó mấy bạn. Trời khá là nắng luôn. Tại vì mình làm cũng trưa nè. Bác Nam ơi, anh Tư cho em xin mấy trái chanh nha. Dạ. Mới xin rồi mấy bạn ơi. Ôi chanh chỗ này nè. Chà bá luôn nè, thấy không? Nó còn sống, nó cứ ngắt, nó không có nước. Chanh vậy mà anh mình không hái bán mấy bạn. Đây, chanh nhà trồng thơm ngon. Đó, hái hai trái rồi mấy bạn. Rồi hái thêm vài cái lá nữa là về làm nước mắm được. Cảm ơn nha anh Tư. Hái hai trái thôi mấy bạn ơi, chừng nào ăn xin cần rồi qua hái nữa mấy bạn. Hái hai trái thôi với lại mấy cái lá. Nắng quá chạy về. Mấy bạn có cây mai siêu to khổng lồ luôn nè, thấy không? Vườn của bác Năm mình á, hồi đó bác Năm mình mất á mấy bạn, bác Năm trai á, là mình nằm mơ thấy bác Năm mình đứng ngay cây mai này hoài luôn á.
giờ mà đi trưa nắng mà kể cho mấy bạn nghe cũng hơi sợ đúng không? Nhưng mà không sao, bác Năm mình là thương mình nhất luôn á mấy bạn. Hồi xưa cưng mình lắm. Tại hồi xưa mình lùn mà mình mập á, nhìn mình giống như là con chim cánh cụt vậy á. Cái bác Năm mình đặt tên mình là con chim cánh cụt luôn. Thấy cưng lắm. Hồi đó lúc mà bác Năm mình mất á, cái mình đi qua mà nằm mà ngồi ngay chỗ cái xác bác Năm của mình á, cái mình dịnh cái miệng của ổng vậy nè, mình không có sợ luôn mấy bạn. Tại mệt quá mấy bạn, tại nắng quá. Bây giờ mình sẽ dở cái nồi của mình lên coi nó sao rồi nha. Wow, bỏ vài cái lá chanh vô đi. Để nấu nãy giờ nó teo không? Có cái mùi hải biển, hải sản gì có nè. Trời ơi, lần đầu tiên ăn con này luôn á mấy má. Để kiếm cái giá xào xào nó lên coi. Vui quá. Nào. Sợ nó không chín đều mấy bạn ơi. Ôi, nó văng ra ngoài luôn rồi. À, nóng quá. Ủa, nhìn cái con nó mắc cười quá ha. Nè, nó tươi ghê luôn mấy bạn. Thấy không? Chưa làm nước mắm. Để nắp lại mấy bạn ơi. Cái gì bị Covid tóc bay màu luôn rồi mấy bạn ơi. F0 đây, hello mấy bạn. Trời ơi, tóc F0 bay đây. Màu luôn rồi. F0 quá, tóc bay màu luôn rồi mấy bạn ơi. Mình chuẩn bị thành F1. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quỳnh Như Vlog. Mình là F0 đây. Mình là F0 đây. F0 mà gặp FA thì thứ gì mà chịu nổi đúng không mấy bạn. Cam dữ vậy. Cam cô Tư hái vô đó. Ok, bây giờ mình đã set up gũ bà Vi Thúy Vi xuống đây em bạn Thúy Vi đó. Ok, ngay ngắn là chưa, ngon lành chưa. Ok, bây giờ mình sẽ vô ngồi chung. Làm gì nay trắng dữ vậy trời. Thấy tao chưa? Thấy rồi, trắng xác luôn. Chắc ở trong nhà mấy ngày quá hay sao quá. Đâu có má, trắng đó giờ. Giỡn không mấy bạn? Thấy ngon không mấy bạn? Nè, gót cho mình miếng này. Em đang kể vụ đó mà quay luôn rồi sao kể. Thôi bỏ gì cũng kể vô nghe. Hai đứa đang nhịp chuyện mà chuyện của người ta nên không kể được mấy bạn. Bây giờ ăn liền cho nóng. Ê, tao để xa mày quá vậy, mày phải ngồi xích vô tao. F0 rồi xích vô đây. Mày chắc F1 rồi. F0 rồi xét vô đằng chiều nay mày F0 luôn. Mình cũng không biết mình F0 từ khi nào nữa các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn ăn chung với mình với TV miền Tây sông nước. Nhiều khi mày F0 rồi mà mày không hay nữa đấy. Hèn chi bữa tao bị quằn quại dữ lắm luôn á. Vậy hả? Lâu rồi, hồi lâu rồi. Tao nằm liệt luôn á. Có cảm ho không? Sốt. Rồi, dính là mẹ dính mà không hay mẹ. Dính mà không tép á. Sốt rồi tao uống. Ủa tao có uống thuốc gì không trời? Mà xong tao cũng hết luôn. Hơi sốt thì uống thuốc sốt chứ uống gì má. Có nhiều con hơi cát á, mày nhúng nước mắm kỹ kỹ nha gì. Con này là con sò đẹp hả? Sò đẹp. Sò đẹp mới vậy thì. Ngọt quá trời luôn á trời. Mua 3kg có 120.000 à mấy bạn. Dễ vậy. Ngon mà. Quá. Mà có điều hơi cát. Mời mấy bạn nha. Mời bạn nha. F0 mời bạn nha. Quỷ cái này nấu hoài mày. Quỷ cái này nấu hoài mày. Cát không? Cát không? À, được không? Được. Mập ngọt. Không mày? Ngọt. Ngọt ha? Ngọt. Ừ. Này nãy mày đừng lấy bể ớt. Mày lấy hai lon bia. Bia đâu? Uống không? Không má. Tao đi mua. Giỡn. Điên rồi giờ chạy đi mua hai lon bia. Chứ nhà không có bia. Uống miếng bay ốc lâu quá không có ngọt mày. Bữa nay tao sáng kiến làm nước mắm có lá chanh vô nữa nè. Nhà chó đắng đắng cái họng mà không biết hôm qua có xịt thuốc sâu không, không biết. Ngon quá, trời đụng má gớt trong luôn. Trời ơi, đụng má gớt luôn vậy. Nhít nách. Trời ơi. Trời ơi, cơn ho Covid nha. Khùng, uống nước đá vô má.
điên quá, cái này nó còn dính con virus đây nè. Cái mà hửi vô đây xong là cái nè. Rồi nhấp xâm nhập vô cơ thể. Sốt nhức mình, nhức lưng. Ông má mai về đừng đổ thừa nha. Hôm nay mày con này hai con luôn. Mày điện ngủ tao xuống à. Trời ơi, thí dụ ngày mai tao mà dính phải không? Ừ. Thì mình làm clip hoành tráng tiếp chứ sao, đúng không? Mình quay chung tiếp hả? Này là hội F1, F gì, FA xâm nhập hội F0. Tại vì nó bị cô đơn quá, nó bị cách ly quá cho nên mình rủ nó đi xuống đây. Nước mắm mà mày hấp dữ nhỉ. Nó không có mặn mày ơi. Cục này ngọt quá. Quan trọng con sao đẹp là cái cục này nè. Mới là thịt nó. Ngon ha, tươi không? Ngon. Nãy tao hủi không có thúi nha mày. Không, đây tao không hủi không có thúi nha. Kì bữa ốc gai là hơi thúi á. Nghe không? Con còn hư quắc luôn. Bữa nay là ngon, rồi chưa bu là biết ngon rồi mấy bạn. Để tao lấy cái nĩa tao cũng giúp cho mày. Nè mày làm, mày lấy cái mặt này nè Duy. Ngược lại nè. Mày cãi nó mới lên, đó thấy không? Tao ăn chỉ được miếng ớt cao quá. Có bài cho ớt hả? Ngon lắm. Nhiều khi mình bị cảm, mình sốt, mình cũng không biết là mình có bị không. Tại đâu test đâu biết mấy bạn. Nhiều khi con Di nó hết rồi, không chừng. Nhưng mà cái này có khả năng bị lợi nha. Giống như mình bị cái con này là bình thường, phải không? Mai mốt mà cái con gì mà mới á, Omicron gì á hả? Omicron với kết hợp data Omicron gì á, thầy vô là hả, cứng đơ kì cơ luôn. Cứng đơ kì cơ luôn. Ngon quá. Chút đem về cho F0 miếng nha mày. Còn trong nồi nữa kìa. 3 ký nhiều quá trời không trời. F0 đang học online. F0 có học hành gì không? Thì F0 nghỉ nhà thì F0 phải học online rồi. F0 gì mà tối đá cầu gì tới 8 giờ đêm. Vận động mày. Này coi ai ăn hết đầu tiên nha. Ngon quá. Ăn miếng chanh nè mấy bạn. Cho giải cảm đồ. Này ngọt ngọt á. Nào con này phải không? Cái con này nó ngọt ngọt. Hồi nãy tao luộc là tao không để nước, không để gì luôn á. Mà nó ra một nồi nước phải không? Có mấy con có cát nha, gợp gợp. Có cát dục đi, nhả ra đi. Đưa chỗ rồi mai thành cục sạn chà bá vậy. Ăn ốc nhiều là có nguy cơ bị sạn hả? Cay quá. Tại ăn sang chảnh quá, hải sản đồ đó. Thì cát đồ vô vô rồi. Này mà mới ra kêu hai dẻ sò đẹp hấp xả ăn khung ghệ cái đưa hộp cát cho nó luôn. Cát còn dính cái răng nè. Này gì trắng quá bạn ơi, mình lặn lại. Mấy con mập. Mập lù luôn nè. Ngon mày. Ngon. Ngon hơn ốc không? Ốc gai không? Ngon hơn. Cái này ngọt hơn. Ốc gai dai hơn. Ốc mắm nè nè, cay quá. Có bà chứ mà cay dữ trời. Cát ghê luôn á, mua có 100 ngàn à. Cho mấy bà bầu 100 ngàn cả mét giải người ta luôn á trời. Chưa tính công mai nữa. Mua ba cái hàng sale rẻ rồi nè, mặt nhà cho mát. Dạo này bị nổi rẻ quá. Con nít thì nó nổi sải. Còn mình nổi cái gì mà đốm đốm, một nước cái gì? Sải. Có một nước rác dữ lắm ông nội. Sáng con Như dặn tao đừng có ăn ớt cay. Mà tao ăn rồi. Ướp mắm mà phải cay cay mới ngon chứ má. Nãy tao thấy có hai trái ớt nó không đâu vô đâu. Hồi mình nêm là hai trái ớt á. Rồi tao mới vô bỏ xả, tao cắt thêm trái nữa. Cái này bầm ra thì hai đứa là mở như hai cái tô hết luôn. Cái này tao lột sẵn cho mày không ăn. Tao phá cũng phá lột lột vậy nè. Vậy thôi để tao cho ăn. Cho nó có vận động rồi mày. Ăn cái này giống như hào vậy đó. Sung dữ lắm. Để chút về lấy hái ghé ngay chỗ cái vườn rau hái đại nhánh rau răng âm vô cầm lại nha. Có rau răm hồi tối nay sung chạy vòng ngoài đường đó. Cái này mà sung gì má? Chứ gì? Con hào mới sung mà. Cái hả? Cái còi mập hả mày? Cái này nó bự xíu nên nó mắc lắm á. Cái này siêu thị nó lấy cái còi nó bán không á. 100 mấy ngàn mà có 200 gram.
còn sò đẹp Nhật. Còn này là mình mới đi bắt ở dưới biển Thái Bình Dương về mới vú. Ngay cái đợt mà nó sóng đánh quá cho nên nó chưa lớn kịp. Chứ không phải chưa lớn kịp nữa, mày bắt mày ăn mẹ nó rồi. Nước ngoài nó đâu cho bắt ngày đâu. Nhỏ xíu là thả luôn hết. Đúng rồi. Trời ơi má ơi coi cát nè. Thứ gì đều nổi, đúng là tình yêu như sóng biển ngoài đại dương xanh. Em sẽ luôn gì? Em sẽ luôn bên anh dẫu gì đó. Nên đừng ngại thương em. Hồi nãy nó mới ghẹ thằng bắp nè. Gì vậy? Dạ mày. Cũng đâu tao nghe ai thử mi kìa, cứ 1 2 3 4 hoài kìa. Thì sáng buồn vụ đó đó. Tao mới nói gì nè. Đừng khóc nha, em thương anh chục chục chục. Trời ơi cười đỏ mặt luôn ông nội ơi. Sáng mới uống cà phê hả? Không của tao. Hồi sáng là tao với con Như đi ăn bánh canh. Nữa hả? À mấy bạn ăn bánh canh. F0 kìa tao chở đi ăn kìa, tao không dám chở. Phú F0 mấy bạn ơi. F0 kìa tao chở đi ăn bánh canh kìa. Thôi F0 ở nhà đi, đi bánh canh gì. Cái đi ăn bánh canh mà nó rủ tao đi uống cà phê hồi bữa đó đó. Tao đâu có đi, trời sáng nay tao đi với con Như rồi tao mới rủ nó ra. Chứ bình thường hai đứa đi tao tưởng người yêu sao má. Mà có yêu không? Không. Ok. Trên tình bạn với tình yêu. Nói vậy thôi chứ hai đứa bạn bè mà yêu cái gì. Nhà lỡ mốt mày lấy chồng trước tao sao? Lấy chồng trước đi, gần tao có tiền tao mua vàng cho tao đi. Để tao có chồng mà có nhiều tiền tao đưa chồng tao hết à. Để tụi má tới lúc tao tán cái đầu cắm có nhiều tiền đưa chồng hết khôn. Tao là có nhiều tiền tao, tao mà có chồng là tao có nhiều tiền đưa chồng tao hết. Không giữ gì trong người hết trơn á. Thấy nhưng có vợ như mình xứng đáng không mấy bạn? Có ai ao ước được vợ như mình không? Thường tao có vợ, tao đưa tiền vợ tao hết à. Còn tao có chồng tao đưa tiền chồng tao hết. Vậy mày khôn quá rồi. Tại chồng mình đâu biết cái độ mua sắm của mình nó cỡ nào. Chứ mày giữ tiền mày mua hết rồi mốt nó hỏi tiền tiền đâu. Giờ nó giữ tiền mày xin hoài được. Mày đưa 10 triệu mày lấy 20 triệu 30 triệu ai nói gì mày. Nó cho mày cái búa. Biết không? Chưa, đó giờ tao chưa biết cái búa nó ra làm sao. Cho mày cái cùi chó lên đầu á. Tao cũng sẵn xin nhẹ nó vài cái bạc tay đồ. Gì nè. Thôi, gì ăn có một miếng mình ăn đống như đống núi rồi nè. Mày ăn dữ. Ăn hết. Nhưng mà nãy giờ ăn không có con nào là nó chết ha. Nó hôi hay gì luôn á. Công nhận này nó tươi, có đều nó bán rẻ. Ủa mày đi tập gym lại hay gì vậy? Đâu có. Tao thấy đăng story á. Đấm bốc á hả? Ừ. Đấm bốc đó là năm 2018 đó ông nội. Dạ hả? Không thấy tóc dài ha. Lúc đó đang quen ba anh luôn. Ghê vậy má. Mặt không nổi. Giờ không quen anh nào hết cho nên mập nổi vậy. Tại mình là người lăng nhăng đó bạn. Mình không phải gu chung thủy. Quen là mình quen ba thằng luôn. Cái ba thằng biết cái chia tay mình luôn. Vừa. Nó không quấn cái đầu mình như cái nơm mà mừng. Nói gì chứ bạn bè thôi. Chứ con gái mà ai làm vậy mấy bạn mất nết lắm. Nói ra mình làm không được. Ờ sao mày không kêu cô Tư ở bông xuống ăn hả? Hả? Không ăn được. Dạ yeah. Ăn sợ trúng. Nhỏng dữ rồi. Nhỏng dữ mày. Lừa bữa này quên đây nè, là cái tôm nó hay nhỏng. Để đi vô vô. Đó, đúng rồi. Còn ăn ở đây gió hỏi hiu hiu nè. Kế bên F0 với FA nó cũng vui nữa. Thà mày làm FA chứ đừng làm F0. FA người ta còn bu vô, F0 người ta chả hết trơn. Đúng không Duy? Ngán mơ giờ bữa còn đi cái đám cưới nữa nè mấy bạn ơi. Quá dành cả thanh xuân để đi đám cưới luôn á trời. Đám cưới mùa này về coi chừng F0 kiếm nha. Đám cưới mùa này hơi sợ nha. Con này hơi cát nè. Bởi vì sợ không dám đi á. Mà bây giờ nha, hình như ở trong xóm mình là ai cũng bị hết trơn rồi hay sao á. Mấy trên đây nè. Ai mà đi test ở bệnh viện á là bị văng hết, văng nhà hết luôn. Vậy hả? Thấy vậy á. Còn mà mình đi test ở ngoài đây, ngoài xã đâu hay gì á, nhiều khi về người ta cho mình cách ly ở nhà thôi. Còn F1 vẫn đi làm được bình thường. Ngoài xã nó có test nữa đâu. Không test nữa hả? Còn Phú luôn đó.
Nó là xã sao có test đâu, rồi phải chạy ra ngoài bệnh viện ngoài đây nè, test 150.000 bạc á. Ghê vậy? Ừ. Vậy mà không muốn que test về test chồng nhỏ. Không dám chọt hả? Ờ, chọt nó là bể làng, để ở ngoài người ta chọt người ta chọt nó gì, chứ mà nó không la nhà làm nó la dữ lắm. Ở ngoài nó chì lắm hả? Mày có hỏi nó cảm giác chọt thế nào không? Mình chạy ra Mỹ Tho bệnh viện gì ngoài Mỹ Tho test 150 rồi chạy phải chạy ngược về xã báo xã nữa. Thì bữa là có đi bữa test gặp mà của nhà tao nè. Là test đơn. Mà bữa nay không có test nữa, bữa chạy ông Phú ra nó có chịu test đâu. Kỳ vậy trời. Đi học giờ cũng sợ, con nít đi học giờ cũng sợ, bởi vì mình kêu như cho con nó nhà luôn đi, khỏi đi học các bạn ơi. Nhiều khi á con nít á đi học á mà sốt á người ta vẫn gửi vô mầm non nha mày. Tại vì bình thường cha mẹ nó đi làm hết rồi, ở nhà cũng không có ai chăm hết trơn á, vẫn gửi bình thường nha bạn. Bởi vì mình cũng sợ lắm, mình kêu thôi kệ nó cho nhà đi, có bắt tivi lên cho nó dạy chữ rồi đó, cho nó học rồi này kia, chứ giờ đi học cũng sợ ấy bà. Rồi cái bên hơi nóng quá nè, giờ mình nhức đầu quá bạn ơi, đầu mình giờ quay mình mầm rồi, giờ cái đít mảnh nặng hơn cái đầu mình rồi. Một chĩa một phát là tỉnh nè. Giống như ăn con này bị sai hay sao trời. Ờ kệ. Ừ. Giờ mới tóc màu nền nã như vậy mà tao không chịu chụp căn cước cho tao. Đi nào. Buồn quá buồn. Đi làm căn cước chụp cái đầu xanh lè vậy ai mà làm. Sao mày không ngồi xích vô tao, mày ngồi sao vậy? Ờ ngồi xích vô vậy á. Nghĩ sao nó nhộm đầu xanh lè vậy, vô kêu ta chụp căn cước cho nó giống như nam anh em siêu nhân vậy hả bạn, đầu đỏ đầu vàng chụp hết luôn hả. Bữa mình để cái má vậy nè mà chụp căn cước công dân, cái ông ngoài xã mà nó bắt vậy nè, trẻ ghê vậy cho ổng nè, trẻ ghê vậy cho ổng nè mấy bạn. Trời ơi mày à, biết. Má ơi chụp lên cái mặt y chang 18 chén chè còn thêm hai cái mâm xôi nữa. Chỉ là tóc xanh quá nó không chịu chụp thôi. Trời chứ ơi. Để cái máy ngang chân mày được mà. Ừ. Tóc phải dán nó tay với lại mắt úp được mà. Thôi cái màu này đẹp quá trời, đừng có nhuộm màu đen giùm cái. Cái màu này ra đẹp hơn cái màu hồi bữa luôn á. Cái màu này là cái màu mà xanh cổ vịt nè. Đợi chừng nào chán đi hả làm căn cước. Ừ vậy đi. Thấy cái màu này đẹp hơn cái màu hồi bữa luôn á. Màu này lên, màu này trắng da hơn bữa luôn cái gì. Ừ. Tại tao trắng sẵn cho nên màu nào cũng trắng. Ừ. Mà ôi ôi cái tay mà trắng dữ vậy trời. Nè lặn lên tới cái nách coi. Mẹ phụng dữ quá. Chị em mình dễ thương không? Hai đứa thì chị em là gái miền Tây mà chưa có ai có ghệ có bồ gì trơn mấy bạn. Nói chung là cũng nhung mì dễ thương lắm. Có ai mà chịu về làm ghệ miền Tây á thì về đây có nhà có đất có nhà sẵn rồi, chứ có về ở với lại đi làm vậy thôi. Hiếu thuận với cha mẹ hai bên là được rồi, mình không cần giàu sang gì hết trơn. Nói chung là xấu đẹp không thành vấn đề, miễn thương mình có hiếu với cha mẹ mình là được. Nhà mình có đất có đai chứ không có tiền thôi mấy bạn ơi, kiểu như vậy đó. Con nhỏ này thì được cái miệng nó hơi dữ một chút nhưng mà nó thật thà lắm, nó yêu nó chân thành dữ lắm, nó không có yêu mà hai ba người quá như rồi. Mắt ẻo quá, lột cái mặt nạ ra làm tao ấy. Sao mày vô duyên quá à, tao đang khen mày luôn cái mày ỉa lái gì đây vậy, vì sao lấy cháu? Vì sao lấy cháu? Tao đâu mượn. Thiệt chứ muốn được chồng cũng khó bạn. Như hết nhỏ này nó giặt áo cho người xem lưng rồi hả. Giờ ho không dám ho luôn á. Ôi hai chị em mình nãy giờ ngồi nói liên thuyên là lãm nhảm cũng nhiều rồi mấy bạn. Ăn cũng muốn hết cái mâm này rồi mà ăn hoài cũng hết luôn. Còn nó là còn trong nồi nó là để chút cho thằng F0 nhỏ nha mấy bạn. Còn con chị thì ăn trên mâm với con nhỏ này. Nhỏ này F1 chuẩn bị F0. À, nói chung là thời này ai cũng kiểu như là có chích vaccine rồi cho nên nó dính rồi nó cũng dễ, nhưng mà quan trọng là làm sao giữ cho cơ thể của mình nó còn trong trắng là ok hơn mấy bạn, chứ mình bị nhiều lần quá rồi cơ thể của mình nó cũng bị suy yếu dữ lắm. Có nhiều người ta bị 2-3 lần á. Ừ. Giờ người ta mệt, người mệt ta khó thở. Nhiều khi cái cơ thể nó bị gọi là gì ta, xuống dốc trầm trọng luôn á. Ừ. Giống như một cái bộ máy mà nó đang chạy bình thường mà có cái gì vô khô nhớt hay là bị gì đó, nó chạy từ từ lại vậy nè các bạn. Mệt mỏi làm cái gì cũng chậm rãi, nhiều khi cũng hay quên nữa. Cút gà là tao có triệu chứng hay quên rồi đó mày. Hồi bữa tao nấu cơm bằng bếp ga tới dần mà cái hộp cơm nó cứng thành than mà cái nồi bốc khói luôn vậy, tao mới nhớ là tao nấu cơm á mày. Má không cháy nhà là hơn rồi hả? Ừ. Ngồi với anh Duy chút vô mũi luôn mấy bạn ơi. Má. Để vô lấy cái khăn giấy chùi. Má thừa nữa, quỷ cái. Chứ lẽ quỷ đực bà nội. Bà mẹ mình nói không chồng mà có con là không được.
thụng mà, có sao đâu. Con giấy kìa. Nuôi nhỏ cho con người đốt nhang. Ừ. Chứ thấy ông bên này không? Không có vợ con gì hết trơn, nó chết mà. Tao nói tôi nghiệp lắm mấy bạn ơi. Giờ mình thấy cảnh sao nhiều người vậy khổ quá. Thà nếu như mình chịu cảnh không chồng không con chứ tới chừng 60-70 thấy hơi mệt mệt trong người á. Làm cái gì đó cho đi nhẹ nhàng thanh thản đi, để lỡ như có cháu á. Có cháu đâu thằng tiên đâu nè. Bỏ không cho ăn cho uống gì, bò ra sông uống nước cho mưa uống nước rồi. Tao nói tôi nghiệp lắm mấy bạn ơi. Mình mà không có chồng mà mình mà độc thân tới già. Chắc mình phải chọn kiếp sống như vậy mấy bạn. Chứ già rồi đút chi từng cái muỗng này muỗng kia chứ là tội nghiệp con cháu mình mấy bạn. Nhiều khi mình có đất có đai mình để lại cho nó còn nuôi mình. Mình mà không có đất đai không có tiền bạc để lại cho nó, nhiều khi nó còn quăng mình ra đường đi bán cái số với ơi gì nữa mấy bạn, gầm cầu hay là ở đâu nữa mình cũng sợ lắm. Ghê quá má. Cho nên mình phải đi lấy chồng thôi mấy bạn, mình suy nghĩ lại rồi. Tới tuổi là phải lấy chồng thôi. Giống như là lỡ tới đó ăn gì có chồng, mình không lấy chồng cái mình già mình nhăn nheo mình đi đầu mình cầm cầm nước Di ơi cho ta lấy cho ta miếng nước Di tự uống mày ơi. Ai mà hầu kêu xưa mày không lấy chồng, mày không lấy chồng, giờ mày không có chồng ai hầu mày. Mày ơi có gì không Di? Có má. Trời má chị em gì á. Có má. Mắt giật quá nè. Mắc giật rồi đó, chị đang dịch Covid á. Di nhìn ngồi đây nguy hiểm quá. Rồi thay đổi giọng nói luôn nè. Rồi muốn lên hương hết rồi mấy bạn ơi. Mày á. Mệt quá, thay đổi giọng nói luôn rồi. Mau dữ mày. Gặp lẹ gió lắm. Nữa nè. Sao Omicron mà. Bây giờ mình là mẹ của cô dâu. Cô dâu ngoái mũi gì vậy? Chạy. Chạy đúng mũi. Cô Di chê mình mặc áo đầm già mấy bạn ơi. Thôi kệ cho bữa nay mình làm bà ngoại của cô dâu cũng được. Bây giờ thì mình với Di sẽ kết thúc video mấy bạn. Hai đứa cũng ăn hai đống núi sương sương rồi. Cũng còn nhiều lắm. Để mình gửi về cho bé Phú mấy bạn ơi. Bé Phú cũng đã bị Covid xâm nhập rồi mấy bạn ơi. Ông Hoàng Tiên nó nói nó mày dính rồi phải không? Mày còn mấy ngày nữa phải không? Trời ơi nó miêu, nó khóc, nó sợ á. Nó nói tiền nói nó sắp chết đó má. Ừ. Nó khóc, nó sợ, trời ơi hà chết. Cái bà bảy chửi. Ta nói nhiều khi bị cái này phải chủ quan lên. Chứ đừng có mà rồi sợ rồi khóc đồ này kia, nó ảnh hưởng tinh thần chủ quan. Phải lạc quan chứ mày. Chủ 3, quan 4... là cái gì khùng hả? Mày dùng từ gì kỳ vậy? Lạc quan. Vậy đây cho nó mau khỏe mấy bạn ơi. Sớm muộn gì trong đời mình cũng phải va phải cái con Covid đó thôi. Mày phải va phải nó đi chứ để nữa sau này gỡ con cháu mày nó hỏi mày Covid là sao mà mày không biết. Đó là lúc đó mày quê mùa, mày hiểu không? Covid là Covid á. Mày phải biết cái cảm giác Covid là sao, không thôi là mày sẽ bị quê mùa, hiểu không? Không. Ừ. Thà không biết, nói... thà quê tao. Ô, con tao chịu quê tao không có chịu biết nha. Nè, đến nay mà chưa biết là cô bị Covid là sao mày, hoặc là quê mùa. Tao quê là... mùa. Trong trắng kinh nguyên. Quê mùa. Con nhỏ này bị Covid mà tự hào ghê mấy bạn. Thôi đâu ai muốn mình bị đâu bạn. Nói chung là các bạn hãy cố gắng giữ gìn cái mạng sống để đi kiếm tiền chứ không gì hết trơn á. Cuộc đời này là cái sợ nhất là bệnh rồi. Không có bệnh thì nằm chỗ rồi, ảnh hưởng tới người này người kia rồi. Không có đi kiếm tiền được, lo cho mình, lo cho gia đình thôi. Chứ cố gắng giữ gìn cái mạng sống này cho nó thật tốt để mà kiếm tiền nha không. Còn bây giờ thì mình với lại Thúy Di miền Tây sông nước. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như ngày mai mình còn khỏe. Bye.